cho người ta biết là quán Út bán lại rồi. Sau thời gian nghỉ dịch. Hình như nhiều người chưa biết hay gì á. Nãy giờ quên. Nó lên sóng. Nó lên sóng. Chỗ có đi đâu đâu à? Có đi đâu đâu mà lên sóng? Ốp lấy cũ không á? Ở dễ cho của con phải không? Bữa nay tiết là không có hến, rồi cũng đợi hến sao? Giờ ba dữ vậy hả? Bữa nào mua về đó chạy lúc rồi. Mà bự cũng nhiều dưa. Bánh trắng trộn nè. Hàng chi bởi con nói sao bán, làm sao mà Út bán ra. Cũng hơi khó. Vài bữa nữa lên coi nha. Hả? Vài bữa lên coi. Bữa hổm mới Út cái clip cũ, thấy nhà cũ không? Thấy. Lần này thấy được không? Ừ. Nhà cũ hồi xưa đó. Cũng thấy rồi. Cái nhà cũ lâu rồi. Ủa, gì rồi? Úp lại đó. Úp lại mà không có ghép nhạc. Không có ghép nhạc. Với lại nhiều khi nhiều người ấy có cái nó tụt. Đúng rồi. Không có ghép nhạc. Rồi thôi ăn đi cô ơi. Cho bà làm xong luôn. Bánh trắng trộn rồi xong. Cái clip trước đó là ghép nhạc, không có nghe nói chuyện gì chứ. Thành phẩm xong rồi đó. Rồi xong đó. Rồi. Ủa là Út nhỏ hả? Ừ. Vậy chứ mày kêu mày nói Út gì? Ốc ốc tiêu. Ở bà trời cũng có ốc tiêu. Ừ. Đó giờ có ăn ốc nhỏ đâu mà trời. Mày quay đồ ăn thôi, mày đừng quay tao lên rồi. Đây nè. Ừ. Quay tao lên hư máu nè. Bảnh đi qua bảnh về không được ha. Mắc kẹt bảnh luôn rồi. Từ hồi nó đi xong là mấy tháng sau dịch á. Ừ. Vậy giờ nó chích ngừa đủ rồi chị ha. Nó chích lâu rồi. Hồi tháng 4, tháng 5 gì rồi. Chứ là phải ốc tiêu, nước mắm xả. Mà sao thường thường con ăn nước mắm xả cũng được, mà ăn với muối tiêu chanh cũng được.